Xin chào bác nhá. Các bác đã bao giờ gặp phải cái trường hợp là pin pin điều khiển điều hòa nó bị hết chưa nhỉ? Pin điều khiển điều hòa nó bị hết trong lúc mà mình đang cần dùng thì pin nó bị hết đấy, không điều khiển được ấy. Đấy, hay là pin điều khiển của cái quạt cũng bị hết nhá. Thì cái trường hợp thứ hai ấy là điều khiển từ xa này nó bị hỏng. Nó bị hỏng. Đúng không ạ? Nó bị hỏng bởi vì là đa số cái vấn đề hỏng là do cái quả pin này này nó bị chảy nước, nó bị chảy nước dẫn đến là nó bị hỏng cái này đấy, và chúng ta sẽ phải bỏ nó đi. Thì đấy là trường hợp thứ hai. Cái trường hợp thứ ba ấy là buổi tối các bác bật điện thoại này, các bác bật điều hòa ấy, lạnh quá điều chỉnh tăng giảm này, thì các bác lại phải lấy điện thoại ra các bác soi như này để xem nhiệt độ nó đang là đặt nó là bao nhiêu ấy, được không ạ? Các bác đã gặp cái trường hợp đấy chưa? Đấy, cái trường hợp thứ ba ấy là khi mà các bác đi ra ngoài ấy, các bác quên không đóng à quên không tắt điều hòa ấy, hay là tắt quạt ấy. Đấy, cái trường hợp đấy là các bác cũng đã gặp chưa? Cái trường hợp thứ tư ấy là khi mà các bác đang ngủ ấy thì lạnh quá các bác phải mò dậy để tắt điều hòa thì đúng không ạ? Các bác gặp cái trường hợp đấy chưa? Gặp rồi đúng không ạ? Như thế thì bị mất giấc ngủ đúng không? Đấy. Cái trường hợp thứ năm ấy là nhiều khi là phòng của các bác là nóng hướng Tây chẳng hạn đúng không ạ? Thì các bác phải bật điều hòa trước khi vào phòng một lúc đúng không ạ? Đấy, thì cái trường hợp đấy thì cũng có thể xảy ra đúng không ạ? Còn một cái trường hợp nữa là ở trong phòng nó có đến bây giờ phòng của em chỉ có hai điều hòa thôi, có phòng có điều hòa điều khiển tivi, điều khiển đầu kỹ thuật số rồi là các điều khiển nữa, thì nó rất là nhiều điều khiển đấy, và nó sẽ rất là đến lúc đi tìm điều khiển để bật nó cũng là một vấn đề đúng không ạ? Thì tất cả những bác nào mà đã gặp những cái trường hợp như vậy ấy rồi á, thì video này chính là dành cho các bác đấy. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một cái phương pháp mà biến cái điều hòa thông thường thành điều hòa thông minh, và biến cái phòng phòng ngủ của mình thành phòng ngủ thông minh. Đấy, rất là hay các bác ạ. Đấy, và một thiết bị nhỏ gọn như thế này các bác có thể đặt ở bất kỳ ở chỗ nào ở trong phòng, miễn là cần ổ cắm điện để cắm cái dây sạc điện thoại vào ấy. Đấy, các bác treo đặt gọn ở chỗ nào đó trong phòng để miễn là cái này nó có thể nhìn thấy cái điều hòa. Đấy. Thì em giới thiệu cho các bác cái cục này nhá. Thì cái vấn đề nó ở đây này. Cái cục này các bác hoàn toàn có thể, ví dụ như là các bác thiết lập cho nó những cái kịch bản. Ở đây em thiết lập cho cái phòng của em mà là một cái kịch bản là đi ngủ, đúng không ạ? Cái kịch bản đi ngủ này thì đầu tiên em bấm nó vào thì cái điều hòa này nó sẽ bật lên và bật ở ngưỡng 27 độ C. Đấy, và đồng thời cái quạt nó cũng bật lên. Đấy. Rồi là thời gian trôi đi khoảng 3 giờ. Khoảng 3 giờ thì cái điều hòa này nó sẽ tắt đi. Đấy. Vậy 3 giờ là mình điều hòa nó tự tắt rồi, nên là mình cũng không không cần phải dậy tắt nữa. Đấy. Nếu mà các bác có mua thêm một cái cục cảm biến nhiệt độ nữa, thì khi mà nhiệt độ ở trong phòng mà nó đạt cái ngưỡng mà các bác cài đặt ấy, thì nó cũng sẽ tắt đi cho các bác nhá. Thì đây là cái phòng của em. Đấy, thì sáng ra là nó sẽ hoàn toàn nó chạy tự động rồi. Và đến lúc khi vận hành nhá, thì em chỉ việc bấm vào phát hoàn tất xong. Đó, thế là các bác thấy không? Từ từ. Đấy đấy là cái kịch bản đi ngủ. Đấy, còn cái kịch bản ngủ trưa, tức là em làm ở nhà, thì khi mà kịch bản ngủ trưa đây của em đây là điều hòa phòng ngủ sẽ bật. Đấy, và ôi, em vừa chạm vào. Và điều hòa này sẽ bật ở chế độ làm lạnh nhanh. Đấy, quạt sẽ bật và ngủ 30 phút thì điều hòa sẽ tắt và quạt cũng sẽ tắt. Đấy. Thì đấy là cái kịch bản ngủ trưa của em nhé. Đấy, thì còn kịch bản là thứ bảy chủ nhật ấy, thì ở nhà chơi thì em bật điều hòa ở chế độ tiết kiệm điện.
Đấy, và trong 5 giờ thì nó cũng sẽ tự tắt. Thì đấy là cái kịch bản mà em đã dùng cho phòng em và thấy rất là hiệu quả. Thì bây giờ em sẽ demo cho các bác cái kịch bản ngủ trưa nhá. Thì để cho nó nhanh ấy thì em sẽ đặt cái thời gian này đi, giảm không phải 30 phút nữa mà em chỉ cần giảm là 1 phút thôi. Đúng không ạ? Đấy, 1 phút thôi. Đấy, để cho nó tắt đúng không? Đấy, em lưu lại này. Đấy, thì bây giờ nhá, em sẽ bấm vào cái kịch bản ngủ trưa này. Giả sử bây giờ không có các cái điều khiển này, bỏ nó đi nhá. Bỏ nó đi, bây giờ không cần dùng nữa mà. Đấy, giờ chỉ có mỗi cục này thôi. Đấy, thì bây giờ em bấm ngủ trưa này. Chỉnh. Đấy. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đấy, và quạt sẽ bật và điều hòa cũng sẽ chạy. Đấy. Rất là hay đúng không các bạn? Thì em sẽ không lo là tí nữa là ngủ chưa dậy là phải đi tắt điều hòa này hay là tắt quạt này các thứ, em cứ thế là em đi ra khỏi nhà. Đấy, ở trên này có thể cài đặt cái ở trên này á, mình hoàn toàn mình có thể cài đặt những cái điều khiển bóng điện để có thể đi ra ngoài nó cũng sẽ tự tắt kiểu như thế. Thì đấy là cái kịch bản ngủ trưa của em nhé. Đấy, thì hiện tại bây giờ là cái chế độ điều hòa bật và chế độ làm lạnh nhanh nó cũng đã bật đấy. Thì sau 1 phút nữa thì nó sẽ tự tắt cả hai cái thiết bị này. Đấy, nó sẽ tắt quạt và tắt điều hòa. Thì các bác đợi trong 1 phút nữa để xem. Đấy, các bác thấy không? Tắt rồi. Các bác thấy không? Điều hòa cũng tắt này và quạt cũng tắt. Đấy, thì đấy là cái kịch bản mà em đã đặt ra. Các bác thấy không? Tắt hết. Lại bật lại nhé. Các bác này. Đó, các bác thấy không? Lại bật. Đấy. Rất hay đúng không ạ? Đó. Thì ngoài ra thì các bác ở xa, các bác giả sử như ở nhà mà quên không tắt, mà mình không dùng kịch bản ấy, mình quên mình không tắt ấy, thì mình cũng có thể vào trong cái này. Đây, giả sử như là điều hòa này, là mình bật các chế độ đấy, ví dụ như là bật tắt, bật 27 độ C, là bật nằm lại nhanh, bật chế độ tiết kiệm điện, hẹn giờ đến 0 giờ 30 phút. Đấy là các cái tính năng em hay dùng, em để lên đây, bật đảo gió, tắt đảo gió kiểu như thế. Những cái tính năng em hay dùng thì em đặt nó lên đây đấy, chứ không không cần phải phải đi dò nữa đúng không ạ? Đấy, rất là hay các bác ạ. Buổi tối các bác bật lên thì cái màn hình điện thoại này nó sáng đúng không, thì các bác không phải dò trên cái điều hòa là hay là cái điều khiển là số nó đang là bao nhiêu. Đấy, các bác tự tắt rồi đấy, 1 phút. Thì đấy là cái mà lợi ích của cái cục này. Đây, cái cục này đây các bác này, bác quay quay đây, lợi ích của cái cục này nó đem lại nhé. Đấy, đấy, các bác cần liên hệ với em, các bác cần cái giải pháp này thì liên hệ với em nhé.